Sau nửa bài hát đầu thì cả bộ phận ekip sẽ ra tháo cái phần người của em để em làm chó, tháo phần chó ra để em thành người. Nhưng mà cái phần người chó trong cái hình gửi cho em á là dạ dài nè, và ở trên sao muối, em nhắn lại cho bé. Con gì vậy em ha? Em nhìn em không biết được. Mà đéo nhỏ xíu rồi. Con gì vậy ta? Con đó hả? À, người chó hả? Hôm nay là người chó hả? Là bị tổn thương. Sợ anh buồn đó. Nó còn dùng từ người vậy á. Sợ anh đụng đụng bỏ về, không có ai qua. Nó còn dùng cái từ người chó. Làm chó đấy. Đó, bỏ luôn cái chương trình cho cái tạo hình là ê, nhưng mà chó này chó bắt tiền nha anh, có nghĩa là nó dài lắm, đồ bộ đồ nó dài, nó kéo lết dưới nè. Golden. Nhưng mà vô mà em biết nhân vật của em là cái gì không? Mới đầu vô là nhân vật của em là con gì? Em không biết, có nghĩa là khi mà em thấy bộ đồ nó đẹp quá, em nhìn giống như là kiểu Ai Cập á chị, em thấy cái bộ đồ trước dài nè, có cái đai bự nè, ôi hoành tráng quá, cao quá, cái phải đưa cái đầu ra, con gì, đầu con gì á, có giống như cái bộ xương mà của bộ tộc hồi xưa, bộ lạc rồi đó, đầu dài, của bé, anh giờ là anh làm con gì vậy ta, anh nhìn ra, vậy là hôm nay anh làm người chó. Sao em tổn thương đó, nó là nhẹ nhàng đó, nói cái câu không có ra cái âm đó. Hôm nay em sẽ được làm hóa thân thành người chó. Sau nửa bài hát đầu thì cả bộ phận ekip sẽ ra tháo cái phần người của em để em làm chó. Tháo phần chó ra để em thành người. Rồi khi mà em biết được nhân vật của mình là như vậy á thì em có cảm xúc gì? Từ sự bất ngờ rồi sang bất ngờ. Rồi tiếp theo đó là gì? Em nghĩ là em có thể hoàn thành tốt cái nhân vật khó này không? Dạ khó, cái nhân vật này khó. Cái đoạn mà em ra để em làm khán giả gọi là không thể nhận ra em thì em định là đoạn đầu là em sẽ sủa. Nửa bài đầu là em sủa, em cứ rồi cứ ra theo giai điệu, hôm nay hát bài đau để trưởng thành. Vô vậy sao mọi người ơi. Nay em biết rất là biết chọn chủ đề. Nhân vật đi đôi với bài hát luôn hả? Ôi chuyên tập thì cũng hay quá ha. Bây giờ là anh hát, anh có bộ gì đó, anh chuẩn bị tinh thần như thế nào anh? Anh chuẩn bị anh lo lắm, anh sợ là ra cái là em quay với Duy Khánh. Em sợ là Duy Khánh sẽ nhận ra em. Cho nên là em sẽ mặc bộ đồ bít bùng vậy đó. Xong cái em ra em nằm vô một góc giống như chó nằm trên ghế. Anh nằm yên rồi. Ai nói gì? Ai nói gì? Anh hỏi gì sao? Ăn lên rồi. Ai hỏi gì em ẵng ẵng. Ăn lên rồi. Phải ăn lên rồi. Dạng lên vẫn ẵng. Dạ. Chừng nào mà mình lột cái phần chó mình mới làm người. Lột ra con người mới biết hát chứ trình. Con người lột cái phần chó là còn phần người lại em hát. Dạ biết đêm. Có đầu nữa chưa đó mọi người, có phải nghĩa là phần người chó. Nhưng mà cái phần người chó trong cái hình gửi cho em á là dài nè, và ở trần sao muối, cái em nhắn lại cho bé, ủa rồi mình có định quay không mà. Em vậy nè, mà để cho em mặc cái đó mà kêu ở trần ra nó trời ơi con chó không có bầu. Ôi, giống như bất giác.
em quay mà nghe được thì anh mua luôn nha. Em mất quay luôn. Có cái nào cột rồi, để dưới luôn. Có cái đai. Có cái đai nữa. Nhưng mà đai là có đai không? Mình lấy áo trong là thay cả nhà. Đeo bình đai. Mình có bị khó thở hay nó cân chỗ nào không anh? Ok á. Đó bộ đồ này. Nãy mình lấy bộ đồ ra nè. Đẹp lắm mình đấy. Đâu bộ đồ này không? Em hỏi bé ơi, sao thiết kế bộ đồ này mặc từ đầu mặc xuống? Câu áo mà không qua đầu là sai rồi đó. Tính ơi, quý tập mà cái đuôi nó bị thua. À, phải lớp lớp vậy. Chứ không cần đi càng kia sao? À, lớp dài rồi. Đây cái dài của em đây. Em 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 cái dài của em đây. Cái cảm giác của em là Sĩ Tuấn Kiệt. Anh Khánh thì sao nữa, khi mà anh không đáng thì anh tính cũng là một người bạn thân. Thật sự là rất là tiếc, tại vì hai anh em ở ngoài có chơi với nhau rồi cũng hay gặp gỡ ăn uống rồi nhậu nhẹt này nọ nữa. Mà xong cái lúc mà nghe cái giọng thì mình không thể nhận ra, tại vì thật sự cũng rất là khó. Ví dụ như là một ca sĩ đứng ở bên đó thì là cái người mà mình hay nghe nhạc, mình nghe nhiều, mình sẽ biết được âm sắc giọng của cái người đó như thế nào. Còn là một cái người mình chơi mà là diễn viên nữa, mà ít khi hát nữa, nên thật sự cũng giống như cái trường hợp của chị Lê Khánh hồi nãy. Nên là nghe có là Khánh hồi trước giờ là Khánh đã từng đi xem Edicap ở chị Lê Khánh diễn rất là nhiều, bởi vì chị Lê Khánh diễn nhạc kịch nè, rồi nhạc mà có hát nữa đó, nên là nghe rất nhiều. Nhưng mà hồi nãy chị hát không phải là biểu diễn mà là hát thật, hát nghiêm túc và hát rất hay và sâu sắc luôn, nghe rất là cảm xúc luôn đó. Nên bản thân em ngồi trên đây em còn em biết là chị luôn á, lúc chị cởi mặt nạ ra em biết là chị, nhưng em không ngờ đó là giọng của chị rồi. Nó khó lắm, khó lắm. Anh Khánh thấy mấy cái gợi ý chị Lê Khánh đưa ra làm sao nè? Chính xác. Chị Khánh thì đưa ra chính xác, nhưng mà Khánh thì Khánh hiểu, Khánh thì chị nghĩ xa quá, em nghĩ xa quá. Dạ, tại vì biết sao có quá nhiều thông tin gây nhiễu cho mình, nên là ngồi đứng ở đó khó chịu đó. Mình thấy cái cảm giác mà đứng ở đó đoán nó khủng khiếp lắm không em? Dạ, khủng khiếp lắm. Em chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này bao giờ luôn. Dạ, không? Em cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy đó. Nó kinh khủng mà nó đáng ghét lắm chị. Đáng ghét lắm. Đây là điều thú vị từ chương trình. Dạ, lạ lắm à nha. Lạ lắm.